Hôm nay mình đi kéo cá nha cả nhà. Đây Bảo nè. Chào mọi người. Bữa giờ đi săn này kia, bữa nay đi bắt cá đi, trở lại một chút. Thì này mình cũng kéo ở gần mấy cái chỗ mà mình đặt lò lọc tép bữa giờ đó, mình có quay đó. Thấy cái hồng tông quá trời luôn. Qua đây nè bác. Đây này cả nhà, mình kéo đây nè. Hy vọng là hôm nay sẽ được nhiều cá nha cả nhà. Giờ mình đặt máy đây, cái từ đẳng mình kéo dài lại nha. Chứ đi có hai thằng à. Trời ơi, mừng quá trời cả nhà ơi. Nặng. Bảo cũng hiểu luôn kìa. Mới vừa ra bán hàng gãy cây rồi. Gãy đâu vậy? Nói chung cái mưa nó dài quá trời dài. Kéo nó cũng mệt quá. Trời ơi, lộn quá. Đây mình vũ mấy con, mình vũ mấy con cá nhỏ này nha. Nè nặng lắm cái gì nổi. Chúng bằng cái nhánh cây ấy kìa. Kéo gãy luôn cái cây cả nhà ơi. Ủa này tép nhóc chân bảo ơi. Mày dính nữa nè. Hai con mày dính luôn. Không, bữa nay tép bự không à? Bự à. Hả? Nó bự à. Giờ dụ cho mấy cái con tép nhỏ nó ra bớt nha. Chung mà chỉ cần bắt mấy con bự thôi, mấy con nhỏ không cần. Lần thứ hai này dính nó nhiều nha cả nhà. Để lần đầu mình kéo đó, nước còn trong á. Bích lại luôn rồi. Ôi, cái con quá trời. Cái con này bữa nay bị dữ rồi. Ừ. Được rồi. Bắt nó lại để nó ba. Dễ gì bay. Ba bay mẹ không nổi luôn. Để cái chân đó.
cái đầu tiên được như đây nha cả nhà. Cái này dinh nè, nãy mấy mấy con luôn mà kéo nó chạy với tép với con ếch nhỏ nhỏ. Giờ mình kéo tiếp cái thứ hai nha cả nhà, cái cây cũng gãy rồi, giờ mình nối cái cây lại cái. Mình đã động nó cái đó được rồi sao. Nãy ốp vô vậy mà cá nó chạy quá trời. Quá trời mệt cả nhà ơi. Quá trời mệt cả nhà ơi. Tép quá trời luôn mấy ơi. Bữa nay tép bự dính trơn nè. Hết dính hết tép luôn. Nãy có mấy cái bự vượt ra chơi. Giờ mình chút cá ra nha cả nhà. Cá sơn gì? Con kè phải không? Vậy mà có trứng rồi. Trứng à? Nhìn cái loại cá nó nhỏ vậy á. Nhỏ sao? Có trứng rồi. Chút ra đây nè. Cá cạp ba luôn rồi. Cá bự. Hết cá bự. Nói chung là cái mương này cũng ít cá nha cả nhà, chứ mình làm cái clip cho vui thôi nha, chứ cũng không phải là nhiều quá gì. Bây giờ là nhiều
Vậy là về được rồi. Có cá anh Tông rồi cả nhà. Cái này cá dảnh. Ồ cá anh Tông bự không cả nhà, cái nè. Nhiêu đây là dư sức bữa cơm rồi. Đó, cá thiểu bả. Cá thiểu á. Cá thiểu mà chợ bán á. Cá này cá cơm hay là cá mồng gà gì đó. Thấy cá thiểu không biết lâu quá quên rồi. Ồ cá đông quá trời phải không? Nhóc chơi nè. Cá tép rồi. Tép nhiều. Cá này ăn được hết rồi. Ăn được hết rồi. Mới lớn vậy ăn được rồi. Ăn gì hốt vậy là ăn cá kìa mì bự vậy trời. Trời. Cái này cả nhà. Cá anh Tông tép quá trời luôn. Mẹ đi chưa? Rồi. Qua mương mới nha cả nhà. Mương này cũng là cái chỗ mình đặt lợp tép hôm bữa nè. Đường Bảo đi hái ít cây tai tượng nè, đang lát gì nó nấu cái gì đó không biết nữa. Giờ mình đặt máy đây từ từ đẳng mình kéo lại. Mới tấp nó tấp lên nãy nó nằm giữa đâu. Mà cái cây đây đó. Rút vô đây một cái. Trời ơi. Cây này cây chỗ đó đó. Nó bắn nè. Cái bự. Nó nó bắt bự không bắt. Không thọ đâu. Đây cái bự không bự rồi. Ôi. Mày dính đây nước nó trong kìa chứ. Nước sạch á. Cái cá tông ở đây còn vô nhiều hơn bên kia nữa. Nè cá nha. Cá lồng tông bên đây nó nhiều hơn bên kia. Tép nó cũng cũng có nữa. Nó mát quá không lên luôn. Mỗi lần lại đây là lặt tép là xuống đây tắm luôn. Không, ở đây kéo không ngán nha. Kéo được chục cái cũng được. Rồi hết lên luôn rồi. Lâu rồi không tắm xong. Cái này cả nhà. Sau 3 lần kéo thì được nhiêu đây cả nhà. Cũng tương đối là nhiều đủ ăn rồi. Bây giờ dưỡng cháu xuống tắm một hồi vô. Nước mát quá trời luôn. Quay phim tắm tiên hồi đây. Má này mà không có cái cây nhảy nhảy, nhảy xuống trúng cây em chưa. Cây bên đây đâu trúng. Mát ghê luôn cả nhà. Mình lội được luôn á. Ôi trời, nó sốc cái cây đó mà mệt không? Nó cây nó sốc nó chết luôn quá trời. Đổ không? Mát quá cả nhà ơi. Không chứ cái cây này sao thì cái bụng như cái gỗ.
này là tai tượng nãy Bảo đi hái nè, quá trời non luôn cả nhà. Này lát Bảo vô kho mắm cái gì đó. Mọi hồi với xấu á, nặng cho xấu thả. Không có hang ha, không có cao kiếm nhiều. Bữa chết được con bự bự đó. Có là nó đào bánh chưa, con cao kiếm hay lắm. Đây này cả nhà, tình cờ mò mò hồi gặp cái hang cá lau kiếm thôi nha, vô mò có luôn cả nhà. Nói chung là nhỏ cũng không bự nha, chỗ mình đây cá chừng vậy không à, chứ không bự hơn nữa. Bắt luôn, đây mò thêm nữa rồi, có con nào nữa không hả? Nữa hả? Đâu có lý à? Rồi mò cá lau kiếm luôn cả nhà ơi, hên quá. Sâu hay gì? Sâu quá hả? Rớt rồi xong luôn. Để mình lấy máy mình quay cho cả nhà xem trứng cá lau kiếm nha. Đẻ lăn luôn rồi. Bảo đang mò cái hang nắng kìa, cầm cái camera mà lội dưới sông thấy ghê quá cả nhà ơi. Lỡ vô tình mà dấp cái gì một cái là ủm. Có trứng mà ghê vậy, có lý ta. Vậy là mua bên kia nãy có cái con, có cá bự không? Cái này cả nhà, ồ trứng này cả nhà. Lần đầu tiên là được mò trứng cá lau kiếm luôn. Rồi gì những con cá luôn. Cá luôn con cá nãy hả? Dính trứng rồi dính cá luôn cả nhà. Còn nữa hả? Ủa. Người bên đây còn nữa nè. Đảo quá cả nhà ơi. Giờ Bảo đang đi mò thêm mới có không nữa. Đó giờ mình cũng mới thấy cái trứng lần đầu luôn á. Có coi trên TV à, mà chưa thấy lần nào. Trời, trong đó có không kìa. Cạn quá. Một cặp mé này nè. Nãy giờ được hai con rồi. Cái này thả cá lau kiếm đi dành mò không có lý lắm. Ha. Nó mồi hàng phá bằng nhà nó phá dữ lắm. Nãy có hang à, hang đằng kia tú đằng kia kìa. Có hang mà đứa cùng á. Có vỏ lột á. Con cua nằm trong á. Trọt vô cạn cái. Đó, mới gồ mới đụng cái gì bự nè. Hả? Cái gì chân nhất hả? Có nè. Có nè. Đù. Có cá nữa cả nhà ơi. Đù, ra luôn. Động động hồi nó vô nữa à. Đã quá cả nhà ơi cả nè. Bự không bự thiệt nhưng mà ê, nói chung là nè. Lần đầu tiên mình được mò cá đó. Trứng nữa nè. Hồi đó giờ mình nghĩ là ở dưới miệt Sóc Trăng đồ mới có đó. Đừng bỏ ngang được á. Cái này cả nhà. Đừng bỏ uống nha. Hồi đó giờ mình tưởng là miệt Sóc Trăng rồi mấy miệt dưới mới có. Chứ ở trên mình là Đồng Tháp, mình nghĩ là nó chỉ đẻ ngoài sông thôi. Ai ngờ vô mấy cái mương đẻ luôn. Bữa nay mới được mò, vui thiệt. Quá đã cả nhà ơi. Đồng động hỏi gì mọi loại mấy hang kia có nữa. Không phải con nào cũng hang đó. Vô bậy mà.
hai đứng luôn đó nha. Quá đã. Cái này đen đen sắp nở vậy thôi. Chuyến này ngon nè. Thấy mấy ông ở dưới Sóc Trăng đồ á, dưới Trà Vinh đồ xuống mò lấy cái trứng nè. Cái bự, có cái bự. Mà cái bự cái nữa bà. Cái dính đâu? Không biết đâu dính mày, mày dính bự sao không nội? Cái bự dễ ăn đó. Anh xui chứ. Nãy giật cái cây ở đâu nè. Cái đó vui hơn đó. Vui hơn đó. Đây, cái cây ở đây. Cây lên bờ cũng xíu không? Ghê quá. Nãy giờ được 3 con cá lau kiến, 2 cái trứng. Nói chung là mình trải nghiệm về là cũng vui lắm rồi cả nhà ơi. Đúng không? Đại bàng. Cua. Cho cầm. Mò luôn nha cả nhà. Dính luôn. Hôm nay xuống mò cá luôn. Giờ mình tắt máy chút xíu rồi mình cũng tham gia luôn nha cả nhà. Thấy bảo mò ham quá. Cái rồi cái trứng bỏ đây luôn luôn ta. Được. Cá nó quậy hư ổn. Giờ mình tắt máy xíu mình quay tiếp nha cả nhà. Đây là chuyến lợi phẩm của ngày hôm nay nha cả nhà. Nhiều nước nhiều. Mới cá với mấy con cá lau kiến hồi nãy mình mò trong hang nè. Nói chung vậy là cũng vui lắm rồi. Trải nghiệm. Với rau nè, rau này nãy mình hái ngoài đồng luôn nè. Rất là tươi luôn. Dưới tình cờ đang đi gặp một cái bắp chuối luôn. Này chắc lát làm lẩu mắm quá. Sẵn ở nhà có cà nè. Cà đó nhà. Chứ phải cà. Cà này cà ở nhà nha cả nhà. Ở nhà mua sẵn nha chứ không phải là cà hái ngoài đồng nha. Bây giờ mình đang chuẩn bị để nấu lẩu nha cả nhà. Này rau nè. Tai tượng lúc nãy mình hái nè. Còn này rau muống. Với cái bắp chuối nè. Còn đậu bắp này thì lúc nãy ở nhà mình có sẵn rồi. Với khổ qua. Với cà tím. Mấy cái này là đồ ở nhà nha. Chỉ có cái tai tượng với rau muống với bắp chuối là mình hái ngoài đồng thôi à. Còn Bảo thì đang bằng cá nè. Thấy Bảo đảm đang ghê không? Bảo này là sắp làm đầu bếp được rồi. Đây là ngà nè. Xin chào cả nhà. Nè mấy con cá lau kiến nãy nè. Này chắc lát mình làm thêm cá lau kiến nướng quá. Rồi mình tạm thời tắt máy tí xíu nha cả nhà. Lát khi nào chuẩn bị nấu mình quay tiếp nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nấu nha cả nhà. Cái nồi mắm hồi nãy giờ mình cũng bắt lên được lúc rồi. Nó sôi rồi nè. Tại trong thời gian mà chờ cái nồi sôi á thì mình bằng cá này kia chứ mình chuẩn bị. Sẵn ở nhà có thêm cá tra đó, bởi vì mình bỏ vô luôn để cho nó ngon chứ. Cá tra này mà mình nấu là nấu ăn cũng ngon lắm. Với một mớ cá kia không thì nói chung nó cũng ít. Thơm quá cả nhà ơi.
cũng lâu lắm rồi chưa ăn, ai chưa ăn lẩu mắm. Này cái mùi mắm mình nấu lên nó sôi lên nó thơm lắm. Hôm nay là Bảo tiếp tục lại được làm đầu bếp. Nồi cá luôn đó nha. Như cái nồi này hơi nhỏ vậy phải. Ha. Nó đổ cái nồi bự hơn quá. Quá trời nhỏ. Đâu có đủ lỗ chỗ nó đâu. Cái này mình để xả với ớt đi cả nhà. Ăn cho nó đừng có tanh á. Với nó thơm hơn. Này xả ớt với gì bác? Xả ớt có tỏi nữa. Xả ớt với tỏi. Nói chung mình cũng không rành ba cái này cho lắm. Chỉ có Bảo là đầu bếp nữa. Giờ mình bỏ khổ qua với đậu bắp với cà tím vô. Thơm quá cả nhà ơi. Đoạn này rổ rau của mình nè. Ta tượng với rau muống. Này lát mình ăn kèm. Trong thời gian chờ đợi cái nồi lẩu, Bảo đang tách cái bắp chuối ra nha cả nhà. Nên là cả nhà. Sau một hồi nấu thì cái nồi lẩu mắm của mình chín rồi nha cả nhà. Này mình múc ra cái nồi nhỏ nè, cho nhìn cho nó gọn nè. Giờ mình bỏ rau đồ vô trước rồi. Này đang chuẩn bị ăn nè. Dạ. Không biết dưới gì lắm không? Không biết gì, cái miệng con nó khác cái người ta. Đã không? Đã thì lên đi. Mẹ, lên đi mẹ. Này mình để trước miếng rau bằng lát ăn xong cái mình ăn thêm thì mình nhúng rau vô thêm. Cái gì mà? Thấy làm gì lạ ta? Không biết nhìn thử Bảo. Không biết nữa Bảo là đầu bếp. Lạc muối không? Cảm nhận về cái mùi vị của cái món lẩu mắm nha Bảo. Lạc muối không? Anh im à? Dạ con đem đổ đem dừa theo đi. Cái thấy trên mạng lên chưa? Chưa. Cái nồi của mẹ đó. Hơi lạc rồi, giờ phải nêm thêm miếng nha. Dạ. Nó nêm xong mà không có múc cái mới mà lấy cái cũ nếm lại. Mà chắc đây. Chính rồi đó. Cái này mà mềm quá ăn ngon. Bây giờ mình bắt đầu nhập tiền nha cả nhà. Cái này cả nhà. Nhìn ngon quá cả nhà ơi. Lẩu mắm. Này đúng ra là mình bắt cái bếp ga đây nè, rồi mình để lên luôn, nhưng mà tại xui cái là bữa nay cái bình ga nó hết rồi. Mình chưa có chuẩn bị kịp. Hết đột sức bởi vì mình nấu sẵn ở trên bếp rồi mình đem cái đây luôn.
Đây mình ăn kèm với bún nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Giờ bắt đầu nhập tiền nha cả nhà. Trưa giờ làm cũng đói lắm rồi. Ăn tô không nha cả nhà? Có ăn chén là xưa rồi. Nấm rồi mọi người. Ăn này trước đi rồi ăn xíu rồi. Mơ mốt rồi ăn nấm sao. Nói chung là mình cũng làm dân giả cho nên không có cầu kỳ mấy nha cả nhà. Cho nên có gì thiếu sót thì cả nhà thông cảm nha. Cũng trong gia đình ăn đơn giản vui vẻ chơi thôi à. Mời cả nhà nha. Này cũng lâu lắm rồi mình chưa ăn đâu lắm. Chị đi đâu rồi? Chị đi đâu rồi? Cứ đi thôi, dễ thẻ là được. Nó ngồi ra cả ngày đó nó không tạo dễ gì. Nhớ, 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 nhớ. Cá ở trong cái nồi lẩu này cả nhà toàn là cá đồng không à, bởi vì mình ăn nói chung là cá đồng ăn lúc nào cũng ngon hơn là cá cá đuôi chứ. Cá tra này là hôm rồi mình bắt ở ngoài sông luôn chứ không phải là mình mua nha. Chung là ở chỗ mình giờ cũng cá nhiều lắm, bởi vì chịu khó đi ra đồng lát là có ăn à. Chấm chanh ra cho không chanh đâu. Còn nó biết rồi. Không thể tiếp được. Để nguyên miếng là luôn vậy. Mình đang tao mình bỏ miếng không? Để nguyên miếng luôn. Đăng hết. Ăn lẩu mắm là không thể thiếu cái này nha cả nhà. Nói chung là uống hoài đi vô cho vui thôi nè, chứ không phải là nhậu rồi nhậu gì nhậu cho sai cái gì. Mời cả nhà nha. Có đủ mít không? Đủ ngọt. Có. Không à. Chui. Chưa nghĩ con. Hôm qua là ta nghĩ rồi. Em mà mọi người mật lên. Bảo này mà thêm chừng vài tập nữa là Bảo thành đầu bếp rồi cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng bún nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Chuối. Làm miếng bắp chuối này. Bắp chuối nha cả nhà. Chuối mà chấm với mắm thì thôi luôn cả nhà ơi, tuyệt vời không gì bằng đó. Phải bỏ nó trứng, trứng đâu trứng, đâu, nói, bỏ như vậy mà, bỏ, đúng rồi, nãy là tới cái chỗ như vậy. Video của mình tới đây là xin kết thúc nha cả nhà. Nói chung là mình quay nhiều quá thì nó cũng mất hay, bởi vì mình chỉ quay những cái chính thôi. Các video sau thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm nhiều cái hay cho cả nhà xem nha. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like và comment ủng hộ kênh mình nha. Để mình có động lực mình làm thêm nhiều video hay cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà. Chào mọi người.